Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong bản điểm tin tuần từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 5. Nếu mà trên tuần thì chúng ta đã có 2 tuần chúng ta không ra những bản điểm tin, bởi vì tuần trước thì thị trường của chúng ta chỉ giao dịch có 2 phiên sau cái kỳ nghỉ lễ. Chính vì vậy nên là Hùng Lê cũng không có làm bản tin. Hùng Lê chỉ có tổng kết lại và có gửi cái khuyến nghị cho quý anh chị nhà đầu tư. Trong tin của Hùng Lê vào ngày 4 tháng 5 thì Hùng cũng đã có phân tích về thị trường chung, cũng như là Hùng cũng có một vài cái tiên lượng về trong một cái tuần tuần mới sẽ có là một cái tuần giao dịch rất là khó khăn đối với thị trường. Thì đấy chính là cái tuần vừa qua. Và tại vì sao nó lại khó khăn và tại vì sao nó lại bất lợi thì Hùng Lê cũng đã phân tích rất chi tiết cho các anh chị ở trên này. Và một số các cái mã cổ phiếu, một số cái mã cổ phiếu mà liên tục trong tuần cũng như theo trong chúng ta theo dõi liên tục thì chúng ta sẽ Hùng cũng có list lại cho các anh chị ở tại các cái vùng giá để chúng ta có được một cái tiên lượng tốt nhất về thị trường cũng như các mã cổ phiếu. Thì trong tuần vừa qua thì Hùng Lê cũng rất là vui, cảm ơn tất cả những anh chị em đã gửi những lời chúc mừng sinh nhật đến Hùng Lê, bởi vì Hùng Lê sinh nhật ngày 30 tháng 4 và rất rất nhiều những quý anh chị đã gửi những lời chúc mừng. Thì Hùng có những anh chị thì Hùng reply lại được, còn có những anh chị thì Hùng không có reply lại được, thì các anh chị cũng thông cảm giúp Hùng Lê. Và cũng rất nhiều những cái tin nhắn khá là vui, khá là thú vị. Có những anh chị thì gửi Hùng rất là nhiều tiền, những cái hình ảnh tiền ấy, tiền xếp 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 chồng lên nhau chứ không phải là tiền mặt. Còn có những anh chị thì gửi cho Hùng Lê rất nhiều những cô gái đẹp, nhưng mà cũng chỉ là trên những hình ảnh thôi, gửi Hùng rất nhiều ảnh. Bây giờ thì Hùng cũng không không có thời gian để list lại cái việc đó. Thì cũng rất là cảm ơn tất cả những anh chị em đã dành những cái lời chúc tốt đẹp nhất cho Hùng Lê. Và chúng ta cũng cũng điểm lại qua một số các cái nội dung, một số các cái kênh truyền thông của Hùng Lê. Thì hiện tại là trên kênh YouTube thì hiện tại chúng ta đã có 2.130 anh chị em đăng ký kênh, và những cái lượng bản tin hàng tuần khi Hùng Lê up lên thì cũng nhận được rất nhiều những cái chia sẻ, những cái comment và những cái lời động viên của anh chị em nhà đầu tư để giúp cho Hùng Lê cũng như team của Hùng Lê sẽ có những cái bản tin hay hơn, sẽ có những cái video phân tích về thị trường cũng như về cổ phiếu tốt hơn. Thì trong những cái nội dung sắp tới Hùng Lê sẽ đồng hành cùng quý anh chị nhà đầu tư, đó là Hùng sẽ làm thêm những cái bản tin về phương pháp phân tích kỹ thuật, hoặc là về một số các cái phương pháp mà ví dụ như chúng ta hay dùng, ví dụ như là đa VAT này, hoặc là ví dụ như là chúng ta sử dụng sóng Elliott này để chúng ta sử dụng phân tích này, rồi hoặc là chúng ta sử dụng phương pháp của Livermore như thế nào, hoặc là chúng ta sử dụng lý thuyết Dow như thế nào, lý thuyết dòng tiền như thế nào. Thì tất cả những cái bản tin video cũng sẽ Hùng sẽ ra đồng loạt các cái bản tin video chia sẻ rất là chi tiết, và để giúp cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta để có được một cái góc nhìn tốt nhất về thị trường. Và song song với việc đó thì Hùng cũng đang triển khai một cái chương trình, đấy là dự án về về FX. Thì hiện tại Hùng đang test một số các cái EA tự động. Đây các anh chị cũng có thể thấy rằng là đây đây là một cái EA tự động của Hùng đang đang viết, đang hợp tác với một đơn vị và đang viết và đang test thử những cái bước test cuối cùng. Những bước test này để giúp Hùng Lê có thể kiểm định lại tất cả những cái chỉ báo về kỹ thuật mà Hùng đã sử dụng, để chúng ta xem thử là cái phương pháp của Hùng đặt ra thì nó có hợp lý hay không hợp lý. Thì tất cả đây là những cái lệnh mà EA tự động đang hoàn toàn vào, tức là các anh chị chúng ta không 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 có phải can thiệp vào thị trường, chúng ta cũng không có phải canh để mua để bán, mà tất cả là EA sẽ thực hiện tất cả những việc đó. Và mọi người thì gọi là bot, nhưng mà cái tên thường gọi hay gọi là EA thì Hùng cũng đang thử nghiệm. Chính vì vậy nên cái quá trình thử nghiệm sẽ rất là lâu, bởi vì khi mà một trong một
khi mình test thử và mình thấy rằng là những một trong những cái yếu tố mà nó không đạt hoặc nó không thỏa mãn thì ngay lập tức Hùng lại phải quay lại để Hùng viết lại, hoặc là Hùng sẽ phải yêu cầu bên đơn vị người ta sẽ phải thay đổi cấu trúc lệnh trong đó. Thì chính vì như thế nó sẽ rất là lâu. Và song song việc đó thì ngoài cái việc là chúng ta sử dụng cái AI tự động, tức là chúng ta sẽ loại bỏ hết toàn bộ những cái tâm lý của con người, tức là nó lập trình sẵn một cái khuôn như vậy, cứ đến đấy là nó sẽ mua hoặc là đến đấy nó sẽ sell, và sau khi mua xong ví dụ như là buy xong thì nó sẽ có những cái lệnh stop loss và SL tự động luôn đó, thì nó sẽ loại bỏ hoàn toàn tất cả những cái tâm lý đầu tư của chúng ta. Thì đấy là một cái chương trình Hùng đang phát triển. Và song song với việc đó thì Hùng cũng có sử dụng thêm các cái chỉ báo kỹ thuật để chúng ta phân tích bằng tay, tức là phân tích truyền thống, tức là chúng ta phân tích truyền thống theo biểu đồ ngày, ví dụ như thế, theo biểu đồ ngày hoặc là theo biểu đồ tuần, để chúng ta có thể tiên lượng được một cái xu thế, một cái xu thế dài, một cái xu thế dài của một cái mã nào đó. Ví dụ như là hiện tại thì chúng ta đây, Hùng có thể nói qua với anh chị một tí, tức là đây là biểu đồ giá vàng. Biểu đồ giá vàng thì các anh chị cũng có thể thấy là ở đây chúng ta có thể thấy là một xu thế dài của vàng hiện tại đang là một trend xu thế xuống, đúng không ạ? Một trend xu thế xuống thì khi một trend xu thế xuống như thế này thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ canh để chúng ta chỉ vào lệnh sell chứ chúng ta không vào lệnh buy, bởi vì những cái lệnh buy thường là những cái lệnh hồi. Các anh chị có thể thấy đấy, hồi lên đây, và ở đây thì khả năng cũng đang có một cái điểm hồi lên đến đây, cái chỗ mà Hùng đang chỉ chuột đây, các anh chị có thể nhìn thấy đây đó. Và chúng ta sẽ sử dụng chúng ta sẽ canh những cái tín hiệu đảo chiều ở đây để chúng ta vào lệnh sale đối với vàng đó, ví dụ như thế. Thì song song với việc là chúng ta vừa phân tích kỹ thuật truyền thống và chúng ta sử dụng các AI tự động, thì như thế thì chúng ta sẽ có được một góc nhìn tổng thể nhất về thị trường FX. Thì đấy là một cái chương trình Hùng cũng đang dành rất nhiều tâm huyết và rất nhiều công sức để chúng ta có thể tiến hành, và hy vọng rằng trong một thời gian ngắn nhất thì Hùng có thể hỗ trợ cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta cùng tham gia trên thị trường Forex đó. Và thêm một cái ý nữa Hùng muốn chia sẻ trước khi mà Hùng đi vào phân tích chi tiết thị trường trong tuần vừa qua. Ok, có thể tín hiệu âm thanh nó đang hơi bị kém, Hùng sẽ chỉnh lại một tí. Ok, ngoài cái việc là chúng ta có ba cái kênh hiện tại thì Hùng đang sử dụng ba kênh để có thể tương tác đến với quý anh chị nhà đầu tư. Thứ nhất là trên kênh YouTube thì nó đã quá quen thuộc với tất cả chúng ta, đúng không ạ? Trên một kênh thứ hai đó là trên kênh Facebook thì cũng hoàn toàn tương tự như thế, chứng khoán gạch ngang chứng minh trên từng con sóng. Thì hiện tại là trên team này thì cũng đã có thành viên rất là đông, và hiện tại thì đang có 69 anh chị đang muốn tham gia nhóm. Thì hiện tại do Hùng cũng khá bận nên Hùng chưa thể kiểm duyệt được. Và một kênh thứ ba Hùng nghĩ đó là nó rất là hiệu quả nhất, đó là trên kênh Zalo. Trên kênh Zalo thì Hùng ở tại VPS của Hùng có hai room, hiện tại là đang có hai room. Một room là chuyên về tư vấn dành cho tất cả những anh chị nhà đầu tư của chúng ta, chuyên về tư vấn về cơ sở, tức là sẽ phân tích về chỉ số VN Index và HNX Index theo tuần, thậm chí là theo ngày. Và hàng ngày thì khi có những mã cổ phiếu đẹp hoặc là có những cái khuyến nghị ở trên, có những cái mã cổ phiếu mà xuất hiện những tín hiệu tốt thì có thể là sẽ up lên đây để cho tất cả những anh chị nhà đầu tư của chúng ta có một cái góc nhìn tham khảo. Và một cái việc thứ hai nữa là trong cái team hoạt động của Hùng Lê tại VPS thì chúng ta có thêm một cái nhóm, có một cái nhóm rất là chuyên sâu về phái sinh đó. Các anh chị có thể nhìn thấy rằng là chúng ta có cái thời gian thực giao dịch thì luôn có những cái lệnh long hoặc là short đó, khi nào thì long và khi nào short, thì tại cái thời điểm có những cái tín hiệu như vậy thì chúng ta sẽ nhận được những cái khuyến nghị. Tất nhiên những cái khuyến nghị này là những cái khuyến nghị mà chúng ta tham khảo, và hàng tháng thì trong team đều có những cái tổng kết về cái trạng thái lệnh thắng hay là thua, hay là tổng kết lại, tức là sẽ có những cái tổng kết đánh giá rất là chi tiết. Đây các anh chị có thể thấy rằng là rất là chi tiết đó. Thì khi các anh chị về team Hùng Lê về để giao dịch
tại VBS thì các anh chị sẽ được thừa hưởng rất nhiều những cái yếu tố để giúp cho chúng ta có một góc nhìn tổng thể hơn và góc nhìn tốt hơn về thị trường cũng như cách vào lệnh, đặc biệt là lệnh phái sinh. Hùng lưu ý như vậy. Và hiện tại thì VPS cũng đang có những chính sách, Hùng lưu ý là VPS đang có những chính sách rất tốt dành cho khách hàng. Hùng sẽ nói sơ bộ lại một tí nữa, tức là đối với giao dịch chứng khoán cơ sở, hiện tại VPS đang miễn phí dành cho tất cả các tài khoản mở mới trên đuôi 1, các anh chị lưu ý trên đuôi 1, tức là trên đuôi tài khoản thường, và trên đuôi tài khoản margin, tức là trên đuôi 6, thì công ty đang set up là 0.15% cho một lệnh mua và 0.15 một lệnh bán. Đó. Còn đối với phái sinh thì công ty cũng đang miễn phí giao dịch phái sinh, và đặc biệt là có công ty có những gói về lãi suất margin 9.8% một năm rất là tuyệt vời. Thì đấy là những cái ưu đãi tốt nhất mà hiện tại Hùng thấy là ở tại VPS đang dành cho quý anh chị đầu tư. Thì Hùng cũng mong muốn là các anh chị về đồng hành cùng team Hùng Lê. Thì Hùng Lê cũng là một nhà đầu tư, bản thân Hùng Lê cũng một nhà đầu tư, và những cái góc nhìn Hùng Lê thì cũng là góc nhìn dưới một góc nhìn đầu tư. Và chính vì vậy khi các anh chị về với team thì các anh chị sẽ được tiếp cận rất nhiều những cái yếu tố mà Hùng thấy là khá là ok. Mà nếu như ở bên ngoài các anh chị phải đi tham gia những cái lớp học hoặc là những cái lớp đào tạo thì các anh chị sẽ phải trả rất là nhiều tiền. Các anh chị có thể xem lại, các anh chị có thể gõ ở trên Google, ví dụ như một cái lớp học về đào tạo về phân tích kỹ thuật thì các anh chị rẻ thì cũng 10 triệu, mà gọi là sơ cấp thì cũng phải tầm 15-20 triệu. Và những cái lớp mà gọi là cao cấp đi, cùng nói là cao cấp, gọi là đầy đủ tất cả những cái thông tin thì ít nhất các anh chị cũng phải bỏ ra khoảng 40-50 triệu để học. Mà khi chúng ta bỏ ra một số tiền lớn để học như thế thì hoàn toàn học về lý thuyết đó, và từ một cái quãng đường về lý thuyết để các anh chị thực hành ở trên một cái chặng đường về thực tế ở trên thị trường thì đấy là một con đường, một cái chặng đường rất là dài đó. Còn khi các anh chị về đồng hành cùng Hùng Lê thì chúng ta sẽ cùng trao đổi, chúng ta sẽ cùng đồng hành trên con đường đó đó. Và xuyên suốt những cái quá trình đó thì chúng ta sẽ rút ra được những cái kinh nghiệm dần dần các anh chị, chúng ta sẽ quá trình giao dịch thì chúng ta sẽ tự rút ra được những cái kinh nghiệm, và từ những kinh nghiệm đó thì chúng ta sẽ biến thành của mình, và dần dần thì mình sẽ tự hình thành cho mình một cái kỷ luật trong cái quá trình giao dịch. Thì đấy là một vài cái ý Hùng Lê muốn chia sẻ với quý anh chị nhà đầu tư. Ok, thì trong cái buổi trong cái ngày 4 tháng 5 thì Hùng đã có tiên lượng rằng là thị trường trong tuần giao dịch mới sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Bởi vì khi đó thì Hùng cũng có phân tích qua một số các cái mã cổ phiếu, một số các cái dòng trụ, thì Hùng thấy rằng là thị trường của chúng ta đang rất là yếu. Và không những vậy thì đặc biệt là người anh em của chúng ta ở cạnh chúng ta thì Shanghai đang rơi rất là mạnh, và Nikkei thì cũng có một cái tuần rơi khá là kinh khủng. Còn chỉ số Dow Jones cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Chính vì như vậy nên là dẫn đến việc là cái tâm lý thị trường chung của chúng ta cũng không tốt. Cộng với việc là cái nền tảng của các cái mã cổ phiếu dẫn dắt thị trường của chúng ta đang rất là yếu, cho nên là cái lực đỡ ở thị trường không có, thì cái xu thế giảm điểm đó là một cái xu thế dễ dàng hình dung. Và khi các anh chị tham gia Zoom cùng Lê, ví dụ như đây, thì các anh chị cũng sẽ tiên lượng được một cái tuần khó khăn. Thì các anh chị nếu chúng ta đánh phái sinh thì chúng ta sẽ canh ở những cái lệnh chúng ta sẽ short, đúng không ạ? Đó, thì đấy là những cái mối liên hệ giữa thị trường chứng khoán cơ sở và thị trường và bên mảng chứng khoán phái sinh. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua tình hình thị trường trong tuần vừa qua. Chúng ta cùng đi qua họ nhà VIX, VHM. Đối với Vinhome thì Vinhome đang có cái lực bán ròng khá là mạnh của nhà đầu tư nước ngoài, và trong tuần vừa qua thì Vinhome cũng đã có một cái lực rơi rất là mạnh. Mình sẽ đánh dấu lại. Ok, chúng ta sẽ cần phải đánh dấu lại cái ngày cái bản tin. Ok, không sao, chúng ta sẽ để thế này cũng được. Hiện tại thì Vinhome đang có một cái nhịp rơi rất là mạnh, và rõ ràng là trong phiên ngày hôm nay thì Vinhome đã rơi, tức là khỏi cái nền hỗ trợ 85.
Như thế là một cái yếu tố rất là xấu đối với Vinhome. Khi mà lực bán khá là mạnh, một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì đang cho thấy rằng là Vinhome đang vào đà giảm giá rất là mạnh. Chính vì vậy nên là đây là một cái yếu tố bất lợi tác động đến thị trường trong tuần giao dịch mới. Và cái việc mà Vinhome mà giảm như thế này thì chúng ta cũng có thể xem một cái nền hỗ trợ của Vinhome. Chị, chúng ta sẽ xem một cái nền hỗ trợ của Vinhome cũng khá là dài. Nếu mà như thế này thì khả năng Vinhome sẽ giảm về vùng 78 đến vùng 80, và khi đó tại vùng này thì Vinhome sẽ tích lũy trở lại. VIX, đối với VIX thì hiện tại VIX đang có một trạng thái lình xình đi ngang và không rõ xu hướng, đi ngang quanh vùng giá 112 với lượng thanh khoản khá là thấp. Một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì cũng đi ngang, tức là cũng chưa cho thấy một cái xu hướng rõ ràng của VIX. Và hiện tại với một cái tín hiệu như thế này thì những anh chị nào chúng ta đang có cổ phiếu VIX thì chúng ta cũng nên canh và chúng ta bán ra ở các cái nhịp hồi. VRE, đối với VRE thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị trong team của chúng ta mở mua ở trong phiên ngày 23 tháng 4 trong nhịp đánh này, thì sau đó thì cái lực đánh đủ để T cộng, tức là đã chạm về khoảng vùng giá 36.8. Khoảng vùng 36.8 thì VRE đã giảm, và một số các anh chị có hỏi Hùng lên là cái trạng thái của VRE hiện tại thì chúng ta sẽ căn cứ vào đâu để chúng ta xác định cái xu thế. Thì Hùng đã có trả lời chân dung, đó là VRE ở khoảng vùng giá 34.7. Ở vùng giá 34.7 nếu như VRE vẫn tích lũy được, bởi vì khi chúng ta chạm VRE chạm về vùng 34.7 đây thì coi như là một cái vùng hỗ trợ của VRE tại đây. Thì nếu như VRE không bị phá thủng cái vùng này, và trong tuần tới, trong phiên thứ hai hoặc phiên thứ ba, nếu như lực cầu của VRE đẩy VRE về vượt thoát vùng giá 36, vượt thoát vùng giá 36 với lượng vốn đạt khoảng tầm từ 3,5 triệu đến 4 triệu cổ phiếu, thì như thế thì rất có thể là trong nhịp này thì VRE sẽ đánh tiệm cận lại về vùng 38, sẽ đánh tiệm cận về vùng 38, tức là nếu như thỏa mãn yếu tố đó thì VRE sẽ có thể đánh tiệm cận về vùng 38 ở trong nhịp này. Còn tín hiệu hiện tại của VRE thì sao? Tín hiệu hiện tại của VRE thì mình thấy đang khá là ok, chưa có những cái vấn đề gì đáng lo ngại đối với VRE, và khả năng mình đánh giá rằng VRE sẽ có một nhịp hồi tốt của VRE. Thì những anh chị mà đã mua ở trong phiên ngày 23 tháng 4, nếu chúng ta chưa thoát thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ VRE để chờ chốt ở những cái vùng cao hơn. Còn nếu ngược lại, nếu VRE chúng ta bị thủng vùng 34.7, vùng 34.5 thì như thế thì nó khá là xấu, chúng ta cũng sẽ cân nhắc để loại bỏ cổ phiếu này. Chúng ta cùng qua Vinamilk. Đối với Vinamilk thì trong những bản tin phân tích ở tuần trước thì cũng có đề ra một kịch bản là nếu như Vinamilk mà chúng ta có một cái lực hồi ở đây, lực hồi lên đến khoảng chạm vùng 131 đến vùng 132 thì sau đó thì Vinamilk sẽ rơi lại và sẽ tích lũy lại vùng quanh vùng giá 120. Thì trong phiên ngày hôm nay Vinamilk có một cái tín hiệu có một cái lực hồi. Nhưng Hùng đánh giá rằng cái lực hồi này nó không tốt, không thực sự tốt. Lực hồi này nó không đủ mạnh để bẻ gãy xu thế, và khả năng thì Vinamilk vẫn sẽ lình xình ở quanh vùng giá 128 đến vùng giá 129. Và cái kịch bản là Vinamilk quay trở về tích lũy ở cái vùng quanh vùng giá 120 thì cái kịch bản này Hùng sẽ thiên về kịch bản này hơn. Còn cái lực hồi ở đây thì cái lực hồi này nó sẽ không mạnh, lực hồi này nó sẽ không mạnh đối với cổ phiếu Vinamilk. Các anh chị lưu ý, chúng ta cũng không nên đuổi theo Vinamilk làm gì, bởi vì như thế là chúng ta sẽ bị bất lợi về giá cũng như bị bất lợi về T. SAB, đối với SAB thì xuyên suốt tất cả những cái bản tin Hùng vẫn có đề cập đến một cái nền giá 240, tức là một cái nền hỗ trợ khá là dài của SAB. Thì đối với SAB thì nó cũng mang một cái yếu tố tạo lập thị trường. Còn việc mà chúng ta tham gia đầu tư đối với mã cổ phiếu này thì nó cũng khá là khó chịu, bởi vì là cái đường đi của cổ phiếu nó cũng sẽ rất là khó để tiên lượng. Còn trên xu thế ngắn hạn thì Hùng đang thấy rằng SAB đang có một lực tăng,
một cái lực tăng thì có thể cái lực tăng này nó sẽ lực tăng này có thể nó sẽ đánh từ vùng giá khoảng 235 và nó sẽ chạm về vùng 260. Cái lực tăng này khả năng sẽ chạm được lại về vùng này 260. Sẽ chạm được về vùng này thì đây là một cái yếu tố khá là tốt để giúp ổn định tâm lý thị trường. VDC. Đối với VDC vẫn là một nền tích lũy đi ngang, vẫn là một nền tích lũy đi ngang. Khi VDC đã có những cái nhịp chạm gần về vùng giá 120 thì VDC lại tiếp tục có một cái vùng đi ngang ở đây, vùng đi ngang quanh vùng 114 đến khoảng vùng giá 117. Và với một cái tín hiệu hiện tại như thế này thì chúng ta cũng rất khó để chúng ta tiên lượng được cái đường đi sắp tới của VDC. Nếu như một trong hai yếu tố bị phá vỡ, tức là nếu như VDC bị gãy cái nền giá 114 thì như thế thì VDC sẽ tiếp tục rơi mạnh. Còn ngược lại, nếu như VDC mà vượt thoát được lên trên vùng giá 117 thì như thế là VDC khả năng sẽ có một nhịp hồi. Và hiện tại thì VDC đang đi ngang ở trong cái vùng tích lũy này, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát, chúng ta sẽ không tham gia bởi vì chúng ta sẽ không biết được xu hướng của cổ phiếu. BVH, đối với BVH thì các anh chị cũng có thể thấy rằng là xuyên suốt tất cả những cái bản tin của Hùng Lê thì Hùng Lê đều cập đến mã cổ phiếu này. Và khi BVH đã thủng cái vùng hỗ trợ ở đây, tức là khoảng vùng 95, thì Hùng có tiên lượng rằng BVH sẽ có những cái vùng giảm và vùng giảm thì vùng giảm về vùng 85, và thậm chí là đến bây giờ thì BVH đã có một cái lực rơi rất mạnh, rơi về vùng 72. Như vậy là từ vùng 95 về đến vùng 72, như vậy là BVH đã rơi mất khoảng tầm độ 23.000 trên một mã cổ phiếu, một cái mức rơi rất là mạnh, rất là nhanh. Thì đối với BVH, một số các anh chị cũng có hỏi Hùng là có mua không. Có mua không thì Hùng cũng có trả lời ở trên Zoom cho các anh chị là khi một cái lực rơi mạnh như thế này thì chúng ta sẽ không nên mua đuổi theo những phiên giá xanh như thế này. Tại vì sao? Bởi vì khi chúng ta mua đuổi theo những phiên giá xanh như thế này thì cổ phiếu, thứ nhất là chúng ta bị bất lợi về T và chúng ta bị bất lợi về giá. Và Hùng cũng có tiên lượng cho các anh chị là khi mà cổ phiếu rơi mạnh thì ok, tại ở đây chúng ta có một cái lực bắt đáy ở đây thì cổ phiếu sẽ cần thời gian để chúng ta có thể xây nền tích lũy lại ở quanh vùng 71.5 đến khoảng vùng 73.5. Đó thì sẽ cần phải tích lũy lại nền này, và tích lũy ở bao nhiêu lâu thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát, nhưng Hùng Lê có thể tiên lượng rằng ít nhất nó phải rơi vào khoảng tầm một tuần để tích lũy lại quanh ở vùng này. Và chính vì vậy nên là chúng ta cũng chưa vội vàng để chúng ta tham gia, mà chúng ta sẽ chờ khi mà cái lượng cầu nó được hấp thụ hết tất cả những cái yếu tố ở trước đó thì đó chúng ta mới có thể tham gia. Mansan, chúng ta cùng đi MS nữa. Đối với Mansan thì vẫn là một trạng thái lình xình đi ngang, không rõ xu thế, và với một xu thế đi ngang như thế này thì có thể là chúng ta sẽ vẫn là một xu thế đi ngang thôi, chúng ta không tham gia đầu tư bởi vì chúng ta chưa thể tiên lượng được cái lực đánh của Mansan sẽ như thế nào, yếu tố về dòng tiền khá là yếu. Một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì cũng đang chưa cho thấy rằng cái xu thế tăng giá của Mansan sẽ có thể bắt đầu, vì vậy nên là chúng ta sẽ tiếp tục quan sát đối với mã cổ phiếu này. GAT. Đối với GAT thì trong rất nhiều những bản tin sớm và trước đó thì Hùng Lê đã tiên lượng và đã phân tích về mã cổ phiếu này. Thì trong số tất cả các mã blue chip thì lúc đó, tại thời điểm đó thì Hùng có đánh giá rằng GAT là một trong những cái blue chip tốt nhất trong thời điểm hiện tại, khi mà GAT đã vượt thoát thành công ở cái biên đây, ở cái biên trên đấy là biên 100. Và trong cái biên này thì Hùng cũng đã có phân tích cho quý anh chị nhà đầu tư, tức là GAT sẽ tiệm cận về khoảng vùng giá 115. Thì như vậy là cái target vùng phân tích của GAT thì đã đạt được về đến giá vùng 115. Và khi đạt được đến về vùng 115 thì các anh chị cũng có thể thấy rằng GAT đã có một cái nhịp chỉnh nhẹ. Thì cái nhịp chỉnh này thì hiện tại Hùng đang đánh giá nó khá là hợp lý. Khi mà GAT đã có đến 3 phiên, thậm chí là 4 phiên ở vùng 106, GAT không thủng vùng 106, và khi về vùng 106 thì GAT lại có những cái tín hiệu bật lên. Thì đối với những anh chị mà chúng ta đã chốt lời GAT ở vùng 115 rồi thì chúng ta có thể mở mua lại đối với GAT, có thể mở mua lại đối với GAT ở quanh vùng 106. Nhưng các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ mua với một cái tỷ trọng vừa phải. Tại vì sao? Tại vì khi mà
khi mà cổ phiếu tăng tăng như này và có một cái nhịp chỉnh như này thì chúng ta phải hết sức là thận trọng, tức là chúng ta phải hết sức là thận trọng. Và Hùng Lê lưu ý là nếu như cổ phiếu gas ở vùng 106 mà gas không bị đánh thủng thì khả năng cao của trong nhịp đánh này về cái xu thế chung của dòng dầu khí thì gas sẽ đánh về vùng 125. Anh chị lưu ý là khả năng là gas sẽ đánh về vùng 125. Đó, thì Hùng sẽ bẻ luôn cái kịch bản, tức là khi mà chúng ta đạt được những cái target rồi thì căn cứ vào những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo, các anh chị lưu ý là như thế. Hùng đã giải thích cho các anh chị rồi trong bản tin video trước, phân tích kỹ thuật là gì. Chúng ta nhìn những cái yếu tố về giá, về khối lượng, về tất cả những chỉ báo kỹ thuật khác để chúng ta tiên lượng một cái đường đi trong tương lai. Tức là cái đường tiên lượng đó nó có thể đúng hoặc còn nó có thể sai, chúng ta không thể nói là chúng ta luôn luôn đúng được đó. Vậy thì đối với GAT thì Hùng đang có một cái điểm tỳ ở đây, đấy là điểm tỳ ở quanh vùng giá 106. Và vùng giá 106 này nếu GAT tích lũy thành công thì như thế là GAT sẽ có một cái lực bật và sẽ có những phiên đánh bật qua vùng giá 115. Sẽ trước hết là sẽ tiệm cận về cái vùng đỉnh cũ và sẽ đánh về vùng 125. Và khi GAT về đến vùng 125 thì cũng là vùng hết target, tức là hết cái sóng này của GAT. Các anh chị lưu ý giúp Hùng lên. Chúng ta cùng đi mã PVD. Đối với PVD thì Hùng đã có phân tích rất nhiều những cái bản tin từ trước và Hùng liên tục bẻ những cái kịch bản, và cái kịch bản gần đây nhất là Hùng đã bẻ về kịch bản là PVD sẽ đánh về vùng giá 21, sẽ đánh về vùng 21 ở trong nhịp sóng này, thì coi như về đến vùng 21 thì cũng coi như là về vùng đến vùng hết sóng của cổ phiếu. Thì hiện tại là PVD cách vùng giá 21 khoảng 0.75, tức là 0.75 nữa, thì Hùng đang tiên lượng là với một cái lực đánh mạnh như thế này của PVD, tức là đang có những cái lực đánh nước rút, thì trong tuần tới PVD sẽ chạm về target Hùng lấy phân tích, thậm chí là PVD sẽ có những phiên kéo, sẽ có những phiên kéo vượt thoát. Anh chị lưu ý kéo vượt thoát vùng 21 ở trên này, sẽ kéo lên đến thậm chí là chạm vùng 22, và sau đó thì sẽ có những phiên phân phối, và từ đây thì PVD sẽ phân phối giảm, và Hùng đánh giá rằng về đến cái vùng 21 đến vùng 22 thì cũng là cái vùng target cuối cùng của cổ phiếu PVD. PVS. Đối với PVS thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, sau khi đã đạt về vùng target ở đây Hùng phân tích là vùng 22. Về vùng 22 thì sau đó Hùng đã tiếp tục bẻ kịch bản của cổ phiếu này khi mà cổ phiếu này không bị gãy vùng 20.5. Khi mà cổ phiếu này không bị gãy vùng 20.5 thì Hùng tiếp tục bẻ kịch bản là PVS sẽ tiếp tục tích lũy ở quanh vùng nền 20.5 và sẽ đánh tiệm cận về vùng giá 24. Thì rõ ràng một điều là trong tuần trong cái nhịp phân tích này thì PVS cũng đã tiệm cận về vùng giá 24. Và khi về đến vùng giá 24 thì Hùng lại tiếp tục bẻ kịch bản của PVS, bởi vì Hùng thấy rằng ở cái lực đánh hiện tại PVS khá là mạnh. Lực đánh hiện tại của PVS khá là mạnh thì khả năng PVS sẽ về được ở trong nhịp đánh này, PVS sẽ về được vùng 25 đến vùng 26. Về đến vùng 25 đến vùng 26 từ đây. Như vậy là PVS cũng sẽ cách cái target của Hùng phân tích ở đây khoảng 1.600 nữa thì sẽ về đến khoảng vùng 25. Thì với những cái lực đánh hiện tại của PVS và những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Hùng đang có thể tiên lượng rằng là PVS khả năng là sẽ hoàn thành được cái target Hùng phân tích tiếp theo ở đây, đấy là khoảng vùng giá 24-25, khoảng vùng giá 25 đến vùng giá 26, và về đến đây thì coi như là cũng hết target của mã cổ phiếu này. PLX thì đối với PLX là một cái mã cổ phiếu Hùng cũng khá là thích bởi vì PLX nó thích hợp với những cái dòng tiền lớn, và chúng ta thấy rằng là nếu mà nhìn thấy sóng thì hiện tại PLX cũng đang đi rất là tốt. Khi mà chạm những cái đường hỗ trợ dưới thì PLX lại có những cái nhịp bật lên, và hiện tại thì Hùng thấy là dòng tiền có một cái yếu tố đáng lo ở đây. Hiện tại là PLX đang bị cạn về thanh khoản, nhưng mà có một điều tích cực hơn, đấy là khi cạn về thanh khoản mà giá của PLX, tức là PLX không bị phá vỡ cái vùng ở đây vùng 60.5, PLX không bị phá vỡ cái vùng 60.5 thì đánh giá rằng là đây là một yếu tố khá là tốt, khả năng PLX sẽ neo được ở trên cái nền giá 60.5.
Và trong tuần tới hoặc là trong phiên thứ hai và phiên thứ ba, nếu như Pellet xuất hiện một lực cầu lớn, có một lượng vốn khoảng 2 đến 3 triệu cổ phiếu và đẩy lên, thì như thế thì chúng ta sẽ có thể tiên lượng được cái đường đi tiếp theo của Pellet. Pellet sẽ tiệm cận về vùng khoảng vùng giá 68. Đây là cái vùng giá mục tiêu mình đã đặt ra cho Pellet ở trong nhịp đánh này từ cũng khá là sớm, từ rất sớm. Những cái bản tin trước thì cũng đã có đặt ra cái target của Pellet ở trong cái nhịp đánh này khoảng vùng giá 68. Và các anh chị lưu ý là để về được vùng giá này thì chúng ta cần phải tích lũy và chúng ta cần phải thành công ở trên vùng giá 60.5. Chúng ta cùng có một cái mã cổ phiếu nữa là mã cổ phiếu BSR, chúng ta sẽ phân tích luôn. BSR thì BSR đang có cái nền ở đây là cái nền 12. Cái nền 12 thì đối với BSR thì cái đường đi hiện tại của nó cũng khá là yếu. Nói chung là có những nhịp đánh lên, sau đó lại có những nhịp rũ rất là mạnh và gần như rũ hết về nền luôn. Thì những anh chị nào mà chúng ta tham gia ở một góc độ là chúng ta đầu tư lâu dài thì có thể chúng ta canh ở quanh vùng 13, chúng ta có thể mua rải dần ở quanh vùng 13. Và chúng ta đầu tư với một chiến lược lâu dài, chứ còn nếu mà chiến lược lướt sóng hiện tại đối với BSR thì chúng ta không có thể đầu tư được. Ok, chúng ta cùng điểm qua một số các mã cổ phiếu khác, một số các mã cổ phiếu ngân hàng Vietcombank. Đối với Vietcombank, sau khi mà Hùng Lê phân tích đây một cái nhịp sóng cuối cùng, khi mà Hùng đã bẻ kịch bản phân tích của Vietcombank về tiệm cận về đến vùng giá 70. Thì Hùng đã phân tích ở đây, và khi về đến vùng giá 70 thì Vietcombank đã có một cái nhịp chỉnh ở đây và hiện tại thì đã chỉnh về vùng 65.6. Tuy nhiên trên xu thế hiện tại, Hùng đánh giá rằng những cái nhịp hồi ở đây của Vietcombank là cái nhịp mà chúng ta cần phải thoát hàng. Chúng ta cần phải thoát hàng bởi vì đây chỉ là những cái nhịp hồi kỹ thuật và khả năng cao thì Vietcombank sẽ tiếp tục rơi. Và khi Vietcombank tiếp tục rơi thì đây cũng sẽ là một cái yếu tố bất lợi đối với thị trường. Và rơi về đâu thì Hùng sẽ tiên lượng là khả năng Vietcombank sẽ tiệm cận về khoảng vùng giá 61 đến vùng giá 60 ở đây. Trong cái nhịp rơi này, chính vì vậy nên là những anh chị nào mà chúng ta đang cầm nắm giữ mã Vietcombank thì chúng ta cũng quan sát và chúng ta cũng canh các nhịp hồi để chúng ta có thể tận dụng để chúng ta chốt. Thì đối với Vietcombank, Hùng đang tiên lượng là Vietcombank sẽ tiếp tục giảm giá. BID đã thủng vùng giá 34.5 đây. Khi cổ phiếu thủng cái vùng hỗ trợ 34.5 thì BID đã có một cái lực rơi rất là mạnh, và ngày hôm nay thì BID đã có một cái lực hồi. Tuy nhiên cái lực hồi này thì giá thì đạt nhưng mà khối lượng thì không đạt, và cái lực hồi này thì cũng chưa đủ mạnh. Mình đánh giá rằng cái lực hồi này cũng chưa đủ mạnh. Nó chỉ chạm về do là giờ đường giờ SI rơi vào vùng quá bán thì sẽ xuất hiện một lực cầu. Tuy nhiên cái lực cầu này chưa đủ mạnh, mình khuyến nghị các anh chị chúng ta cũng không nên bắt BID ở trong giai đoạn hiện tại, bởi vì bắt ít BID ở trong giai đoạn hiện tại thì nó cũng khá là rủi ro và khả năng thì BID lại tích lũy lại quanh nền giá 30 ở đây, nền giá 30 thôi, quanh nền giá 30. Ok, khả năng thì BID sẽ quay về lại vùng 30, và khi BID quay đầu giảm giá cùng với Vietcombank giảm giá thì đấy là một tín hiệu khá là xấu đối với thị trường. Bởi vì nhóm ngành ngân hàng là một trong những cái nhóm ngành mà nó chiếm thị trọng rất là lớn đối với chỉ số của VN Index. Chúng ta cùng qua mã CTG. Thì đối với CTG cùng trong những bản tin trước thì cũng có đánh giá rằng sẽ có một cái lực hồi từ vùng giá 21. Tuy nhiên sau đó thì lực hồi này không đủ mạnh và CTG tiếp tục rơi. Tín hiệu kỹ thuật hiện tại của CTG thì đang khá là xấu khi mà CTG lực cầu đang khá là yếu đối với dòng ngân hàng nói chung và CTG nói riêng, thì lực cầu hiện tại CTG đang khá là yếu và chúng ta chưa có được cái cơ hội đầu tư đối với cổ phiếu này. Hiện tại chúng ta cũng nên quan sát ACB, một cỗ xe tăng khổng lồ, thì hiện tại đang có một cái đường đi ngang tích lũy quanh vùng 29 đến vùng giá 30 hiện tại. Chưa có những cái tín hiệu kỹ thuật nào đáng lưu ý. Dòng tiền yếu và một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì cũng đang cho thấy rằng cổ phiếu này tiếp tục duy trì một cái trạng thái lình xình đi ngang hoặc là một xu thế giảm giá. Chúng ta cùng xem mã STB. Hoàn toàn tương tự như vậy.
tất cả các mã cổ phiếu ngân hàng hiện tại đang khá là xấu, khá là yếu đối với STB. Vẫn là một cái xu thế đi ngang quanh vùng giá 12, chưa có những yếu tố đột biến. MBB. Đối với MBB thì sau một cái vùng đây, ở một cái vùng 22, có một cái vùng phân phối thì Hùng cũng đã có phân tích cho các anh chị là cái nền 22 này có một cái lượng phân phối khá là lớn, thì cái lượng cái lực mà để đẩy cái cổ phiếu này đi qua vùng 22 thì chúng ta cần có một cái lực cầu rất là mạnh. Nhưng mà rõ ràng là khi chạm vào vùng giá 22 này thì MBB lại tiếp tục rơi. Với cái lực rơi hiện tại thì cũng đang thấy rằng cổ phiếu này đang khá là xấu, và xu thế chủ đạo của MBB vẫn là một xu thế đi ngang, hoặc là thiên về xu thế đi ngang và xu thế giảm giá. HCM. Đối với HCM thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị mua. Hùng đã khuyến nghị các anh chị mua trong phiên ngày 8 tháng 5 ở trên Zoom. Trong phiên ngày 8 tháng 5 thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta có thể thăm dò. Đây BVH đây này. BVH thì một số các anh chị hỏi thì Hùng đã trả lời đây. HCM có thể thăm dò quanh vùng giá 25.5 đến tối đa là vùng giá 26. Tại vì lúc đó thì Hùng đang thấy rằng có cái lực hồi khá là tốt của HCM. Khi mà lực cầu tiếp tục được quay trở lại đối với mã cổ phiếu này. Tuy nhiên là cái việc mà chúng ta sẽ cần phải chờ sau một cái phiên mà HCM đẩy lên mạnh, tăng giá mạnh như này, thì HCM sẽ có khả năng là HCM sẽ test lại. Test sâu nhất là sẽ ở khoảng vùng 25.7. Khả năng là sẽ test sâu nhất ở vùng 25.7 và sẽ tạo 1 đến 2 phiên ở đây. Và nếu như các yếu tố tạo lập mà tiếp tục đánh cổ phiếu HCM lên thì như thế thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ mã cổ phiếu này. Còn nếu như các yếu tố tạo lập mà không thành công thì chúng ta cũng có thể xem xét để chúng ta loại bỏ. Chúng ta cùng qua mã cổ phiếu SSI. Đối với SSI, một số các anh chị cũng có hỏi Hùng SSI thì có nên bán hay không. Thì Hùng cũng có phân tích và có đề cập cho các anh chị của chúng ta quanh vùng 24.5. Nếu như vùng 24.5 mà SSI tích lũy thành công và vừa thoát lại lên được thì như thế thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ SSI. Tuy nhiên nếu tại vùng 24.5 mà SSI bị đánh thủng thì chúng ta cũng sẽ xem xét, chúng ta cũng sẽ nên xem xét để loại bỏ cổ phiếu này. Bởi vì như vậy thì SSI sẽ có thể sẽ về đến cái vùng tích lũy thấp hơn nếu như vùng 24.5 của SSI bị phá vỡ. Các anh chị lưu ý giúp Hùng lên. Chúng ta cùng xem mã cổ phiếu HPG. Đối với HPG thì HPG cũng đã khuyến nghị các anh chị mua. Mua ở trong nhịp này thì cũng sau khi mua xong thì cũng đã đánh được về đến vùng 34, và sau đó thì HPG lại có những phiên rũ lại và hiện tại là đang rũ lại về quanh vùng 32.5. Thì đối với Hòa Phát, các anh chị lưu ý giúp Hùng là nếu như khi những nhịp rũ này mà cổ phiếu bị thủng vùng 32.5 như thế nó sẽ rất là xấu. Nhưng ngược lại, nếu tại vùng 32.5 Hòa Phát tiếp tục tích lũy được và có một cái lực cầu, chúng ta lưu ý là phải có một cái lực cầu mạnh khỏe để đánh lại cổ phiếu này, thì như thế là cái kịch bản mà cổ phiếu này đánh lên nó sẽ còn. Còn nếu ngược lại như cái vùng 30 đây, vùng 32.5 mà bị phá vỡ thì như thế thì cổ phiếu lại cần phải tích lũy ở những cái vùng nền thấp hơn. Thì đấy là đối với cổ phiếu Hòa Phát. Chúng ta cùng xem mã cổ phiếu FPT. Đối với FPT thì trong những bản tin phân tích trước thì Hùng cũng có đề cập đến mã cổ phiếu này, cũng có đề cập đến cái target gần nhất của FPT có thể chạm về vùng giá 50 đến vùng giá 51, thậm chí đánh mạnh hơn thì có thể chạm về vùng giá 52. Hiện tại thì FPT đang có những cái nhịp tăng giảm đan xen nhau. Tuy nhiên là một số các cái chỉ báo kỹ thuật khác thì lại đang cho thấy rằng cái xu thế của FPT khả năng sẽ là xu thế giảm giá. Chính vì vậy nên khả năng là cái target của trong nhịp này của FPT chỉ chạm được về đến vùng giá 50. Và những anh chị mà chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu FPT thì chúng ta cũng có thể quan sát những cái phiên sắp tới. Nếu như cái nền ở đây khoảng cái nền 48, anh chị lưu ý nếu nền 48 của FPT bị phá vỡ thì như thế là
chúng ta cũng sẽ cân nhắc để chúng ta hạ tỷ trọng hoặc là tất toán toàn bộ đối với mã cổ phiếu FPT. Chúng ta cùng đi Di cơ điện lạnh. Thì đối với hiện tại Di thì sau khi mà chạm về ở đây, tức là chạm về cái vùng nền ở đây là vùng 31, chạm về vùng nền 31 thì Di đã có những cái lực hồi, và những cái lực hồi này thì cũng đánh giá hiện tại cũng đang đánh giá khá là tích cực, thì khả năng là Di đang có lực hồi ở đây. Thì với những anh chị nào mà chúng ta đã mua được Di ở những phiên trước thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm để chúng ta nắm giữ, và có thể chúng ta sẽ canh ở quanh vùng 33.5 để chúng ta có thể chốt Di ở quanh vùng này. Vùng đánh giá rằng là cái nhịp hồi này thì khả năng Di sẽ tiệm cận đến vùng 33 đến vùng 33.5. Novaland. Đối với Novaland thì cổ phiếu này thì nó nói chung các yếu tố tạo lập của cổ phiếu này nó cũng khá là dị. Thì nó có cái nền tích lũy quanh nền 57 và đến khoảng nền 56. Đó thì nó có cái nền ở đây. Thì cứ thường thường về đến cái nền này thì nó lại hay có những nhịp đánh đánh lên, chạm lên một cái và sau đó thì nó lại rũ luôn. Thì đối với mã này thì là nó bị thường người ta hay gọi ở trong cái phân tích kỹ thuật người ta gọi là cổ phiếu bo cung, thì tức là cái yếu tố tạo lập của nó lớn, chính vì vậy nên là nếu chúng ta tham gia thì chúng ta cũng có thể tham gia, nhưng mà cái vùng mua thì chúng ta sẽ xem xét ở trong cái vùng nền ở đây, vùng nó vẽ ở đây, đây là vùng nền 56 đến vùng nền 57. VCG. Đối với VCG thì đối với VCG hiện tại trong một cái tuần vừa qua thì thanh khoản của VCG cũng đang xuống khá là thấp, và VCG đang thể cái đường đi ngang. Cái đường đi ngang ở đây thì Hùng đánh giá rằng vùng 26.5. Nếu như vùng 26.5 mà VCG không bị đánh thủng, đấy chị lưu ý, vùng 26.5 mà VCG không bị đánh thủng và xuất hiện những cái lực cầu, tiếp theo để đẩy VCG vượt thoát lại về vùng 27 thì cái cơ hội đi tiếp của VCG là còn. Tuy nhiên hiện tại thì cái lực cầu của VCG đang khá là yếu, chính vì vậy nên là chúng ta cũng dành thời gian để chúng ta quan sát, và chúng ta cũng chưa nên tham gia VCG ở tại vùng này. Chúng ta cùng đi qua một mã cổ phiếu BMP. Một số các anh chị cũng có hỏi Hùng về mã BMP thì Hùng cũng đã trả lời trên Zoom. Hiện tại thì xu thế chủ đạo của BMP vẫn là một xu thế giảm giá. Cái vùng giá Hùng đã lưu ý với các anh chị là vùng giá 44.5, đây là một cái vùng nền hỗ trợ của BMP, và nếu như vùng giá này bị phá vỡ thì cổ phiếu này sẽ bị rơi rất mạnh, và khi rơi rất mạnh như thế thì khả năng sẽ về đến cái vùng nền ở dưới này, đấy là khoảng vùng nền giá 20, để tích lũy lại. Như thế là một cái nhịp rơi cũng đang khá là dài, anh chị lưu ý đối với mã cổ phiếu Bình Minh. MWG sẽ phân tích tiếp mã MWG. Đối với MWG thì trong một cái nhịp đánh trước, trong nhịp đánh ở đây thì tại vùng giá 83 cũng được khuyến nghị anh chị mua MWG, và sau đó thì cổ phiếu này đã đánh về vùng 86, và sau đó thì đã có những cái nhịp giảm, và hiện tại khi chạm về cái vùng này thì MWG lại có tiếp những cái phiên đánh lại về vùng 85. Thì đối với cái cách vận động hiện tại của MWG thì nó cũng đang đi ngang ở một cái xu thế hẹp, chính vì vậy nếu chúng ta tham gia thì khi chúng ta có lãi thì chúng ta cũng có thể chốt, bởi vì là đây các anh chị có thể nhìn thấy là MWG đang vận động trong một cái xu thế khá là hẹp quanh vùng giá 83 và tiệm cận lên đây là khoảng vùng giá 88. MWG đang vận động khá là hẹp ở trong cái biên này thì chúng ta không thể đánh dài được, và chúng ta sẽ theo những cái tín hiệu kỹ thuật thì chúng ta có thể xem xét để chúng ta có thể bán khi mà cổ phiếu đã có những cái tín hiệu đảo chiều. Chúng ta cùng đi mã cổ phiếu VGC. Đối với VGC thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị trên Zoom là chúng ta sẽ mở mua VGC ở
ở trong giai đoạn này và cái vùng giá ở khoảng quanh vùng giá 20 đến khoảng vùng giá 20.5. Tại vì Hùng thấy rằng là hiện tại thì những cái tín hiệu kỹ thuật của VGC khá là ok. Nếu mà chúng ta xét về lý thuyết sóng Erichs thì chúng ta có thể quan điểm rằng đây là cái sóng một lớn. Đây là cái sóng một lớn của VGC đánh rất là tốt. Thì trong sóng một lớn này thì Hùng đã có phân tích cho các anh chị rất là nhiều rồi, từ vùng giá đâu đó khoảng vùng giá ở đây là khoảng vùng giá 18, và sau đó thì Hùng đã phân tích chạm về vùng 22 thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị là tại vùng đó thì chúng ta sẽ chốt. Và cái nhịp sóng chỉnh 2 của VGC thì cũng đã chỉnh xong, và cái nhịp sóng chỉnh 2 thì cũng khá là đẹp khi mà VGC đã chạm về khoảng vùng giá ở đây là vùng giá 18.5, khá là đẹp, và sau đó thì đang hình thành nên một cái nhịp sóng 3. Thì cái nhịp sóng 3 này nó có thành công hay không thì chúng ta sẽ cùng chờ, nhưng hiện tại Hùng đang thấy rằng yếu tố tạo lập của cổ phiếu VGC đang khá là tốt, và đây là một mã cổ phiếu đáng để đầu tư. Các anh chị lưu ý, đây là một mã cổ phiếu đáng để đầu tư ở trong giai đoạn này. Và vùng giá Hùng Lê khuyến nghị nhắc lại một lần nữa, đó là vùng 20 đến vùng 20.5. Khả năng cao thì nó sẽ phụ thuộc vào xu thế của thị trường, bởi vì thị trường của chúng ta bây giờ đang rất là yếu. Những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đi được ngược lại xu thế thị trường thì thường nó rất là hiếm. Chính vì vậy nên là cái việc mà chúng ta tham gia đầu tư thì chúng ta cũng cần phải xem cái xu thế chung của thị trường, và cũng đánh giá rằng mã VGC ở trong giai đoạn này là một mã cổ phiếu mạnh, đáng để đầu tư. Ok, chúng ta vừa mới tổng kết lại toàn bộ các cái mã cổ phiếu chính, các cái mã cổ phiếu trụ, các cái mã cổ phiếu mang tính dẫn dắt thị trường cũng như dòng tiền. Đặc biệt là mã cổ phiếu, các cái mã cổ phiếu về ngân hàng hoặc cổ phiếu nhà VIX và một số các cái mã cổ phiếu có vốn hóa trên thị trường lớn như Vinamilk, như là BVH, như là VDC. Và tổng kết lại thì chúng ta có thể thấy rằng một số các yếu tố như sau để Hùng Lê sẽ tiên lượng, Hùng Lê sẽ phân tích chỉ số chung VN Index của chúng ta. Thứ nhất là trên góc độ kỹ thuật hiện tại thì chúng ta thấy rằng Dow Jones đang rơi rất là mạnh, và những cái lực rơi này của Dow Jones thì khả năng Dow Jones sẽ tiệm cận về đến vùng ở đây, tức là khoảng vùng 25.000. Dow Jones sẽ khoảng rơi, sẽ trận nhịp rơi này khả năng cao thì Dow Jones sẽ rơi vào khoảng về vùng 25.000 để tích lũy lại ở quanh vùng này. Như thế thì Dow Jones hiện tại là Dow Jones đã có một cái lực rơi rất là mạnh ở đây. Và khi Dow Jones rơi rất là mạnh thì nó sẽ tác động đến rất nhiều những cái yếu tố tâm lý nhà đầu tư của chúng ta, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Cùng với đó, CSI đã cầm đà rơi, và ngày hôm nay thì CSI đã cầm đà rơi. Còn chỉ số Nikkei thì vẫn đang về được cái vùng hỗ trợ ở đây là khoảng 21.000. Đó, thì về yếu tố bên ngoài thì đang có những yếu tố khá là xấu. Về yếu tố nội tại của thị trường thì cũng đã phân tích rồi, tức là hiện tại dòng của ngân hàng đang khá là yếu, duy nhất thì có dòng dầu khí hiện tại đang khá là tốt và khá là ok. Dòng bất động sản thì cũng nổi lên, đấy là một số các cái mã cổ phiếu thì tí nữa cũng sẽ phân tích, cũng sẽ điểm lại xuyên suốt những các cái bản tin. Còn đối với những cái dòng khác thì gần như chúng ta đang không có một cái lực đỡ, chúng ta không có một cái lực đỡ, thì khi không có một cái lực đỡ thì thị trường của chúng ta sẽ rất là khó khăn, các anh chị lưu ý như vậy. Hùng sẽ nói về chỉ số HNX Index trước. Thì đối với HNX Index chúng ta cũng có thể thấy rằng đây, một cái biên trên của Hùng là 108.5 và một cái biên giới là 106, thì hiện tại là HNX Index đã nằm ở vùng biên dưới. Như thế nó sẽ rất là xấu. Cái việc đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai nữa là HNX Index của chúng ta đang nằm dưới cái đường hỗ trợ MA100. Đó, thì đấy là một cái yếu tố thứ hai, yếu tố xấu thứ hai. Và một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì cũng có thể đang cho thấy một cái lực hồi tại đây, một cái lực hồi tại đây. Tuy nhiên là cái lực hồi này nó có đủ mạnh không, chúng ta sẽ phải cần chờ đến phiên thứ hai, phiên thứ ba, để ít nhất là HNX Index của chúng ta sẽ phải vượt thoát qua vùng 106. Thì đấy là đối với HNX Index. Đối với chỉ số VN Index thì Hùng cũng đã có chat ở trên room cho các anh chị. Tức là những cái vùng hỗ trợ tốt nhất của của VN Index của chúng ta ở đây, đấy là từ vùng 985 thì nó đã bị phá vỡ, và sau đó thì đến vùng hỗ trợ thứ hai, đấy là quanh vùng 970.
970 cũng đã bị phá vỡ, và một cái ngưỡng hỗ trợ cuối cùng, một cái ngưỡng hỗ trợ cuối cùng ở đây, đấy là vùng 950. Nếu vùng 950 này bị vỡ, các anh chị lưu ý, nếu vùng 950 này bị phá vỡ thì chúng ta đây cho vùng chạm bật ở trên biểu đồ nến tuần. Tại vì trên biểu đồ nến tuần thì nó sẽ cơ bản vùng đang để mấy cái này. Ok, nến tuần nó hơi khó nhìn. Ok, chúng ta sẽ để đến ngày. Nếu vùng 950 bị phá vỡ thì cái kịch bản cao của VN Index của chúng ta, kịch bản cao của VN Index của chúng ta sẽ giảm về đâu? Sẽ giảm về khoảng vùng 920. Như vậy là một cái mức giảm nó cũng khá là mạnh, 920. Nếu các anh chị lưu ý, nếu như vùng 950 bị phá vỡ thì cái vùng 920 sẽ là vùng tích lũy tiếp theo, bởi vì cái vùng hỗ trợ 950 này là một vùng hỗ trợ mạnh. Và khi cái vùng hỗ trợ mạnh của xu thế thị trường bị phá vỡ thì như thế là cái tâm lý chung cộng với việc là một số các yếu tố tạo lực sẽ đẩy thị trường của chúng ta rơi rất là mạnh. Trên một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì chúng ta thấy rằng là RSI đang ở vào vùng quá bán, đang vùng quá bán, thì khi mà về RSI đường về vùng quá bán thì thường nó sẽ có một lực hồi. Tuy nhiên cái lực hồi của phiên ngày thứ 6, tức là thị trường hồi được 5 điểm, lực hồi này không thực sự là tích cực và không thực sự là thuyết phục. Chính vì vậy nên là chúng ta phải hết sức thận trọng đối với thị trường trong tuần tới, bởi vì là cái phiên ngày thứ 2 và phiên ngày thứ 3 sẽ là những cái phiên bản lề. Các anh chị lưu ý, đấy là những phiên bản lề để chúng ta quyết định xu thế của thị trường sẽ về vùng 920 hay nó tiếp tục tích lũy để đi lên tiếp, thì đấy là những cái phiên bản lề hết sức là quan trọng. Và cái việc mà chỉ số Dow Jones tiếp tục giảm thì đấy là trong những cái yếu tố bất lợi đối với thị trường chung của chúng ta. Ok, vậy thì thị trường chung thì Hùng vẫn đặt ở một cái quan điểm chúng ta phải hết sức thận trọng, chúng ta phải quan sát thị trường. Chúng ta sẽ hạn chế mở những cái điểm mua mới ở trong giai đoạn hiện tại, bởi vì những cái điểm mua mới của chúng ta, thứ nhất là chúng ta có thể chúng ta sẽ bị không kịp tê, và cái thứ hai nữa là chúng ta chưa nhìn thấy rõ một cái xu thế của thị trường. Chính vì vậy nên là chúng ta cần phải hết sức là thận trọng đối với thị trường chứng khoán cơ sở. Còn đối với phái sinh thì các anh chị cũng có thể canh những cái nhịp hồi, và nếu như chúng ta có những cái nhịp hồi không tốt thì chúng ta có thể dùng lệnh sell. Chúng ta có thể dùng lệnh sell bởi vì là xu thế của thị trường hiện tại thì cũng đang đánh giá khá là xấu và khá là yếu. Ok, đấy là về thị trường chung. Và phần thứ ba thì chúng ta cùng điểm qua một số các cái mã cổ phiếu, cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang theo dõi. Trong tuần vừa qua thì Hùng cũng không có quá nhiều các mã cổ phiếu xuất sắc để chúng ta có thể khuyến nghị ở trên Zoom. Ông chỉ có khuyến nghị có 3 mã cổ phiếu, đấy là VGC, HCM và cổ phiếu VGI. Ok, 3 mã cổ phiếu đó thì tí nữa ông sẽ list lại cho các anh chị. Nam Long, đối với NLG, Nam Long thường có đánh giá rằng đây là một mã cổ phiếu rất là mạnh và đáng để đầu tư ở trong giai đoạn hiện tại. Khi Hùng có phân tích Nam Long ở những cái vùng giá 28, thậm chí là những cái vùng nền rất thấp ở dưới này, quanh vùng giá 26.5 đến vùng 27.3, thì hiện tại là Nam Long đang có những cái phiên sau một cái phiên tăng mạnh ở đây thì Nam Long đang có những cái nhịp rũ và rũ về vùng 29 rất là đẹp. Vùng 29 rất là đẹp, tức là 55 không thủng vùng 29. Anh chị lưu ý, nếu như sang thứ 2 và sang thứ 3, phiên thứ 3 tuần tới, 55 tiếp tục vừa thoát lại về vùng giá 30 thì như vậy là 55 sẽ bắt đầu một cái hành trình đi và sẽ bắt đầu một cái nhịp đi mới rất là tốt. Và những cái đường đi của 55 hiện tại đang rất là đẹp. Các anh chị có thể nhìn thấy là sau những phiên đánh mạnh thì 55 lại có những cái nhịp test lại. Đây các anh chị có thể nhìn thấy đây, cũng sẽ vẽ rất là rõ cho anh chị. Đó, những cái nhịp test lại, và hiện tại thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Những cái nhịp test lại ở đây, những cái nhịp test lại và những cái nhịp test lại hết sức là tích cực. Những cái nhịp test lại gần như là cổ phiếu nó không có vol, và sau đó thì lại có những cái lực cầu mạnh bắt lại cổ phiếu và đẩy giá cổ phiếu đi lên. Thì đối với Nam Long là một mã cổ phiếu mà cũng đã xuyên suốt tất cả các bản tin thì khuyến nghị các anh chị đấy là một mã cổ phiếu đáng để đầu tư. SDI thì đối với SDI là một trong những cái mã cổ phiếu mà Hùng cũng đã theo dõi rất là sát, rất là dài.
bởi những yếu tố tạo lập của SEI cũng khá là dị. Và trong bản tin phân tích tuần trước thì Hùng cũng đã có tiên lượng là từ vùng nền 60 thì SEI sẽ có những phiên đánh sốc. Đây, những phiên đánh sốc như thế này thì đúng là từ vùng nền 60 thì SEI đã có một phiên đánh sốc ở đây. Đấy chính là phiên ngày 2 tháng 5. SEI đã có một phiên đánh sốc và đánh chạm về vùng ở đây, tức là chạm về cái vùng đỉnh cũ ở trước đó, đấy là vùng 68.3. Thì sau một cái phiên đánh sốc này thì SEI lại tiếp tục lấp lại cáp và lại đang có những phiên hình thành ở đây quanh vùng giá 67. Thì đối với SDI là một mã cổ phiếu mà Hùng có đánh giá rằng đây là một mã cổ phiếu những cái yếu tố tạo lập của SDI khá là tốt và rất nó tốt mà nó cũng khá là dị. Chính vì vậy nên là nếu như chúng ta tham gia thì chúng ta cũng phải hết sức là bình tĩnh đối với cái cách đánh của mã cổ phiếu này. Còn trong cái nhịp này thì Hùng vẫn đánh giá rằng SDI có khả năng là ở những yếu tố tạo lập sẽ đánh SDI về khoảng vùng giá 80. Trong cái nhịp này sẽ về khoảng vùng giá 80 đã. Về đến vùng giá 80 bởi vì là hiện tại thì nếu như mà SEI thỏa mãn được cái yếu tố đấy là đánh vượt thoát được vùng giá 65 thì như thế là rất là tốt rồi. Tức là SEI neo được trên vùng giá 65 thì rất tốt, và hiện tại thì chúng ta thấy rằng những cái lực cầu cũng khá là ok và những cái phiên lâm gáp của SEI. Thì những anh chị nào mà chúng ta đang có cổ phiếu nắm giữ SEI thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ và chúng ta sẽ canh để chờ chốt ở những cái vùng cao hơn đối với mã cổ phiếu SDI. VRE thì cũng đã phân tích rồi đúng không ạ? Các cái mã cổ phiếu dầu khí GAT, PLX, PVD, PVS, BSR thì đã phân tích. Cũng sẽ điểm lại cổ phiếu PVI. Đối với PVI, như vậy là PVI sau những cái phiên phân phối ở đây. Phiên phân phối đây là những cái phiên kéo xả PVI, thì PVI đã có một cái lực giảm và như thế thì PVI khả năng là sẽ về lại đây vùng nền ở đây là vùng nền tích lũy ở đây khoảng vùng giá 35. PVI đã như thế là PVI đã hết những cái yếu tố tạo lập. Những yếu tố tạo lập nếu như PVI tạo lập để đi tiếp thì nó chỉ có ở đây thôi, một hai phiên, và trong phiên này thì PVI sẽ phải đóng cửa vùng giá 42. Tuy nhiên là sau khi mà kéo về vùng giá 42 xong thì PVI đã có một cái lực đánh giảm xuống rất là mạnh, thì như thế là một cái yếu tố khá là xấu đối với PVI. Có một mã cổ phiếu nữa là PVB. Đối với PVB thì hiện tại chưa có những cái lực đánh khá là mạnh, vẫn vùng 18. Khả năng vùng 18 vẫn là vùng hỗ trợ, tức là thường thường khi chạm về vùng 18 thì cổ phiếu PVB lại có những cái lực bật lên. Chưa thể tham gia được. Hòa Phát thì đã phân tích rồi, TLH, mình sẽ xem lại TLH. TLH thì vẫn là một cái nền lịch trình đi ngang, thanh khoản thấp, yếu tố tạo lập chưa có, chúng ta sẽ tiếp tục quan sát. Họ nhà Viettel chúng ta cùng xem mã VTP. VTP vẫn là một vùng đi ngang. Nếu như một vùng đi ngang như thế này thì sẽ rất là nguy hiểm. Các anh chị lưu ý là nếu một yếu tố tạo lập để đánh vượt thoát đi lên thì phải đánh vượt thoát lên. Còn nếu một vùng đi ngang như thế này thì khả năng cao thì VTP lại sẽ rơi về đâu thì ở đây có một cái đường hỗ trợ quanh vùng giá 170. Những cái vùng đi ngang như thế này sẽ rất là nguy hiểm. VGI. Đối với VGI cũng là khuyến nghị các anh chị ở đây mua trong phiên này ở quanh vùng giá khoảng 23 đến vùng giá tối đa là vùng giá 23 đến 23.5 thì đối với VGI hiện tại thì cũng đang nhận thấy là VGI đang có những yếu tố tạo lập tại đây và đang có một cái lực hồi tại đây. Vùng giá khuyến nghị các anh chị đấy là vùng giá 23 đến vùng giá 23.5, đây là cái vùng mà chúng ta có thể tham gia mã cổ phiếu này. 23.5 đấy là vùng tối đa và nếu chúng ta xem ở trên biểu đồ đến tuần, chúng ta cũng có thể xem ở đây là sóng 1 của
VGI sẽ đánh từ vùng 12 lên đến khoảng vùng giá 28. Và sau đó thì cái sóng chỉnh này thì cũng đang chỉnh khá là nhẹ nhàng. Chỉnh khá là nhẹ nhàng thì hiện tại thì chúng ta cũng có thể xem rằng cái sóng hai chỉnh của VGI đã hoàn thành thì bắt đầu là đi vào sóng 3. Đó, sẽ đi vào sóng 3 thì như thế cũng khá là ok. Và cái sóng 3 thì thường thường là cái nhịp sóng 3 thì nó thường sẽ chạy bằng nhịp sóng 1. Đó, và khi mà những cái yếu tố tạo lập tiếp theo thì cũng sẽ phân tích bằng cái nhịp sóng 1 như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích mã cổ phiếu VGI. Còn điểm mua ở trong thời điểm hiện tại thì mình khuyến nghị là vùng 23 đến vùng 23.5. Đây cũng là một mã cổ phiếu mà chúng ta đáng để đầu tư ở trong giai đoạn hiện tại, trong giai đoạn hiện tại khi mà thị trường của chúng ta không có quá nhiều các mã cổ phiếu xuất sắc để chúng ta tham gia. VTK chưa có những yếu tố tạo lập. CTR CTR thì lại đánh về gần chặn vùng đỉnh cũ 29. Ok, chúng ta bị lỗi nhịp. Dệt may không có thực sự xuất sắc. Cổ phiếu D2D khu công nghiệp. Đối với D2D thì trong những bản tin phân tích trước thì Hùng cũng đã có phân tích cái nhịp target gần của D2D sẽ tiệm cận về khoảng vùng giá 130. Thì trong tuần vừa qua D2D đã đánh chạm về vùng 130, thậm chí là vượt vùng 130, và sau đó thì có một cái nhịp rơi rất là mạnh. Sau cái nhịp rơi này thì D2D đang có hai phiên hồi lại về vùng ở đây là vùng 126. Thì khi về lại vùng 126 thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát khả năng thì nếu yếu tố tạo lập còn thì D2D sẽ vượt thoát lại được vùng 126 và sẽ tiếp tục đánh lên. Tuy nhiên nếu yếu tố tạo lập không còn thì khi chạm về vùng 126 thì D2D sẽ có những phiên rơi rất mạnh, và như thế thì nó sẽ hết sóng đối với cổ phiếu D2D. Cũng sẽ xem lại cổ phiếu NTC luôn, khu công nghiệp Nam Tân Uyên. Thì đối với khu công nghiệp Nam Tân Uyên thì Nam Tân Uyên cũng đã có một cái nhịp rơi và bây giờ đang xuất hiện một cái lực hồi. Tuy nhiên cái lực hồi này thì cũng không thực sự là mạnh, và chúng ta bị chậm giá. Tức là nếu cái lực hồi này chúng ta phải tham gia được ở đây ở quanh khoảng vùng giá 100 cơ. Quanh vùng giá 100 thì khá là ok, thì có thể chúng ta cũng sẽ chờ đợi tín hiệu hồi tại đây, ít nhất là hồi về đến vùng đỉnh cũ là quanh vùng giá 120. Tuy nhiên đối với hiện tại thì chúng ta cũng đã bị chậm tê. Một số các mã cổ phiếu đầu cơ thì trong tuần vừa qua không thực sự là tích cực. Chỉ có một số các mã cổ phiếu, ví dụ TGG thì hình như là Hùng thấy TGG thì đang có một cái lực hồi lại sau một cái lực giảm. Ok, chỉ có mã cổ phiếu TGG là đang hình thành lại cái vùng đỉnh cũ của nó là vùng 4.5. Và cái nhịp đánh này thì khả năng TGG sẽ chạm về vùng 5.5 đến 5.6 thì vẫn là cái target mà phân tích ở đây. Hoàng Anh Gia Lai thì cũng sau những cái thông tin tích cực thì cũng không có gì đáng nói khi mà lại có những cái lực rơi khá là mạnh tại đây. Hoàng Anh Gia Lai. ITA CRE chưa có những cái yếu tố thực sự tích cực. ITA Hùng vẫn đang quan sát mã cổ phiếu này khá là sát ở quanh cái nền ở đây là khoảng vùng 2.2.9. Nền 2.9 này thì chúng ta sẽ xem những cái yếu tố tạo lập tại đây. Hiện tại thì vốn khá là cạn, và chúng ta xét ở trên một góc độ tổng thể của ITA thì ITA đang có những cái nhịp sóng dài. Thì tại vùng 2.9, nếu như tại vùng 2.9 cổ phiếu này tích lũy thành công thì như thế thì khả năng cao khi mà thị trường ổn định trở lại thì ETA sẽ có một cái nhịp đánh khá là dài. Đây là một mã cổ phiếu mà chúng ta cũng nên quan tâm. Fit thì sau những cái lực đánh lên thì hiện tại Fit đang có những cái nhịp rũ, và vùng hỗ trợ cuối cùng của Fit tại vùng giá 3. Khả năng khi chạm về 3 thì Fit sẽ lình trình ở đây và sẽ có những cái phiên vượt thoát để đẩy đi lên ở đây từ vùng nền giá 3, khi mà lực cung cầu cũng khá là cạn đối với Fit ở giai đoạn hiện tại. Một số các mã cổ phiếu khác MWG Hùng đã phân tích rồi, ba con A.
chúng ta sẽ đi kiểm tra lại ba con A. Đối với ba con A, yếu tố tạo lập của ba A hiện tại đang khá là xấu, khá là xấu. Tại sao lại khá là xấu? Khi mà cái vùng giá 17.5 ở đây bị phá vỡ, cái vùng 17.5 bị phá vỡ là một vùng rất là xấu. Thì khi đó thì một số các anh chị có hỏi Hùng là bây giờ khi mà như thế thì cổ phiếu này nó sẽ như thế nào? Thường sẽ đánh giá lại ở đây là ETA, ba con A sẽ xây lại nền nó quanh vùng giá 17 đến vùng giá 17.2. Nếu tại vùng này mà cổ phiếu không bị phá vỡ, các anh chị lưu ý cái nền giá này không bị phá vỡ và lực cầu quay trở lại ở đây, thì như thế là cái cơ hội mà đánh tiếp của ba cổ phiếu ba con A là vẫn còn. Và cái thành trì hỗ trợ cuối cùng của ba con A ở đây đấy là chính là vùng giá 17. Đấy là cái nền hỗ trợ cuối cùng, cái nền hỗ trợ để quyết định xu thế của cổ phiếu ba con A sẽ đi như thế nào. Các anh chị lưu ý đối với cổ phiếu ba con A. LCG, đối với LCG thì sau một cái phiên rơi mạnh, bán mạnh ở đây thì LCG lại đang bị thủng qua cả cái nền ở đây, đấy là nền 10. Nền 10 đến nền 11 thì như vậy nó sẽ rất là xấu. Khi mà đã bị thủng xuống cái nền dưới thì nó rất là xấu. Và cái việc mà có thể là một số các yếu tố tạo lập sẽ đánh thủng qua, nhưng mà đánh thủng như thế này thì xấu. Và để LCG còn cơ hội đi tiếp thì LCG cần có những phiên lực cầu kích hoạt trở lại, lực cầu kích hoạt trở lại và đẩy cổ phiếu này vượt vùng giá 10. Vượt vùng giá 10 thì như thế là cái cơ hội đi tiếp của LCG vẫn còn. Còn nếu như LCG vẫn tiếp tục đình chỉ đi ngang ở đây thì như thế là một xu thế tiếp tục đi ngang. Chúng ta sẽ cần phải chờ thêm nhiều thời gian nữa, Và không ngoại trừ là nếu xu thế đấy đi ngang thì LCG sẽ bị giảm rất là mạnh về đến tận. Thậm chí là như thế thì sẽ rơi về khoảng vùng về vùng giá 9 ở đây. Nếu như phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới LCG không vượt thoát được lại vùng nền hỗ trợ tại vùng nền 10 thì như thế là một tín hiệu khá là xấu đối với cổ phiếu LCG. KDF và FPT thì Hùng đã phân tích rồi. KDF thì hiện tại hôm trước thì Hùng có khuyến nghị anh chị là chúng ta theo dõi quan sát ở quanh vùng nền 28. Tuy nhiên hiện tại thì chúng ta thấy rằng vùng nền 28 không thực sự là một trong những yếu tố tích cực và khả năng cao, thì KDF sẽ tiếp tục giảm và sẽ giảm về khoảng quanh đây. Khả năng về giảm về quanh đây nó sẽ là hợp lý nhất, khoảng quanh vùng 23. Đó, như thế thì chúng ta thấy rằng là cái lực cầu ở quanh nền 28 không đáp ứng được thì khả năng là cổ phiếu này sẽ rơi đối với KDF. Chúng ta cùng xem một số các cái mã cổ phiếu mới lên sàn. Ok, mấy mã cổ phiếu lên sàn Hùng sẽ không phân tích nữa. Các cái mã cổ phiếu trong tuần thì Hùng đã khuyến nghị, đó là cổ phiếu HCM. Chúng ta xem lại HCM có một cái lực hồi đánh giá ở quanh vùng 25.5 đến khoảng vùng giá 26 là những cái điểm chúng ta có thể tham gia. VGI quanh vùng giá 23 đến vùng giá 23.5. VGC thì quanh một cái vùng nền ở đây là khoảng vùng giá 20 đến vùng nền 20.5, đấy là vùng nền mà chúng ta sẽ có thể canh để chúng ta gom cổ phiếu VGC ở trong giai đoạn này. Mình đánh giá rằng VGC cũng là một mã cổ phiếu rất là đẹp. Cùng với đó là mã cổ phiếu Nam Long. Nam Long cũng là một mã cổ phiếu mà cũng đã liên tục phân tích trong các bản tin hàng tuần. Ok, như vậy là chúng ta vừa mới điểm lại tình hình thị trường trong tuần vừa qua, cũng như chúng ta cùng phân tích một số các cái mã cổ phiếu có xu thế tốt, xu thế dòng tiền. Thì trên hiện tại ở bên mảng chứng khoán cơ sở thì chúng ta thấy rằng thị trường của chúng ta đang khá là xấu, khá là yếu, và không có quá nhiều các cái mã cổ phiếu thực sự xuất sắc để giúp chúng ta đầu tư. Thì chúng ta cũng có thể tham gia mảng phái sinh. Khi thị trường cơ sở mà bị suy yếu thì chúng ta cũng có thể tham gia mảng phái sinh. Thì khi các anh chị về với team của Hùng Lê thì các anh chị hoàn toàn được tham gia những cái nhóm rất là tốt. Đó là một cái nhóm về hỗ trợ các anh chị về nhóm chứng khoán cơ sở ở đây.
Đấy là room VPBS NO01 và một cái nhóm thứ hai đấy là cái nhóm về về phái sinh. Thì ở trên cái room phái sinh này thì các anh chị cũng có thể thấy rằng là những cái lệnh đánh thì các anh chị cũng có thể thấy rằng là rất là dễ dàng, rất là dễ hiểu. Chúng ta có thể căn cứ vào đó để chúng ta có thể tham gia, hoặc là căn cứ vào đó để chúng ta có được những cái góc nhìn trong cái quyết định đầu tư của chúng ta. Ok, như vậy là bản điểm tin tình hình thị trường tuần vừa qua, cũng như có những cái phân tích đánh giá định hướng giúp các anh chị ở trong tuần tới, tức là tuần từ ngày 13 tháng 7, từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 5. Đến đây là hết. Rất mong và nhận được rất nhiều những cái sự ủng hộ của quý anh chị nhà đầu tư. Và những quý anh chị nhà đầu tư nào của chúng ta sau khi xem những cái bản điểm tin của Hùng Lê thấy có những cái kiến thức tốt thì chúng ta có thể share, chúng ta có thể chia sẻ, hoặc là chúng ta có thể giới thiệu đến những anh chị em, những bạn bè của chúng ta đang đầu tư, để làm sao đó chúng ta xây dựng được một cộng đồng những nhà đầu tư thành công, và chúng ta có được một góc nhìn tốt nhất. Và trên hiện tại thì cũng đang thấy rằng cái lượng đăng ký kênh đang tăng dần lên, thì đấy là một trong những cái điều nó sẽ làm cho Hùng Lê rất là vui, và Hùng Lê sẽ liên tục cố gắng để có thể đồng hành với quý anh chị nhà đầu tư trên cái chặng đường đầu tư trên thị trường tài chính nói chung, và bên mảng chứng khoán cơ sở, mảng chứng khoán phái sinh, và trên thị trường FX nói riêng. Thì đấy là ba cái mảng lớn mà Hùng Lê sẽ cùng đồng hành với quý anh chị nhà đầu tư trong suốt chặng đường. Kính chúc quý anh chị nhà đầu tư có một những ngày nghỉ cuối tuần bên gia đình, bên người thân vui vẻ, và hẹn gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong những cái bản tin tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.